Trong cái ngũ giới cấm đó là theo mình suy đoán ra đó, giống như là cái đó là ở một cõi giới là sẽ có những cái điều cấm đó mà nếu mà Linh Sơn. Này cố tánh của Long Hải nè cô. Đúng rồi. Nãy là Ninh Sơn lại trước. 36 tuổi. Ông dài
Đình Huế nữa. Chào hết mọi người, quay trở lại với video của kênh mình các mọi người. Hôm nay mình nghe người ta nói là bữa nay là khoảng 28 vào bái lễ ở trong đền thánh, ở tòa thánh Tây Ninh. Ra mình sẵn có dịp ở đây, mình quay mình chia sẻ cho mọi người nha mọi người. À, đám này là đám đầu tiên nha. Mình nghe nói bữa nay đâu tới 20 đám vậy đó. À, để coi mình nghe nói thôi, rồi mình đâu đầu mình đếm nha mọi người, đếm coi bữa nay buổi sáng này khoảng bao nhiêu đám nha. Mình chờ vô quay lại nè. Này là đám đầu tiên này các mọi người, này là mấy đám đầu tiên thôi, khoảng mình nghe nói khoảng 20 đám vậy đó. Mình nói là mình bắt đầu mình đếm thử coi bao nhiêu đám nè. Rồi vô bái lễ ra, bái lễ này mấy một đám này đếm nữa coi mở cờ bao nhiêu đám nha. Rồi một đám, đây là tới đám thứ hai này nha mọi người. Này này mới hai đám nha, còn nhiều lắm nha, rồi mười mấy đám, hai mươi đám gì đặng. À, đến nay mỗi 20 đám vô bái lễ. Mình nghe nói là 20 đám nha, mà này mới có hai đám thôi nha mọi người. Giờ mình mất có công chuyện phải đi, bây giờ mình chạy xuống chỗ báo Hoàng Từ đi. Báo Hoàng Từ thấy đông lên đây đây lắm ạ. Đây báo Hoàng Từ mọi người, cái đó trên trên đền thánh khóa lễ báo Hoàng Từ này, thường xưa còn phải lên đền thánh khóa lễ hả. Đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, hiện tại là 6 đám, 6 xe đậu ở đây, dưới bên kia 2 là 8.
à, mới có 8 thôi nha, còn chưa vô tới nữa. À, mình nghe nói là tới 28 rồi đó.